từng bậc nó làm cao quá, khó leo ghê. Này phải để máy quay trên đầu mới leo lên được. Cái đường vừa mới lên ấy, lên đây chụp hình bao đẹp luôn, cao ghê. Trên này xuống dưới đó là khoảng hơn 10 mét các bạn. Để mình tìm thử xem có cái đường qua bên kia không, tại vì cái đường bên kia nó cũng giống như chỗ này nè. Xây một cái thềm nghiêng khoảng 25 độ kiểu này để cho khi mà nước hoặc là có mấy cái viên đá nhỏ nhỏ nó bị nước cuốn trôi xuống xuống ở đây là nó sẽ lăn theo chỗ này và nó lăn xuống, chứ nó sẽ không cái có thẳng một mạch từ trên trên kia lăn xuống dưới đường lộ luôn các bạn. Cây này cây cỏ chích nè, này nhiều vùng người ta làm cái này, thu hoạch cái này để làm chổi. Đây, xuống lại cho xe rồi. Xuống chỗ kia thôi, mình phải lên vào trong này. Không làm cái bậc này không biết lên kiểu gì, mà lên được không biết xuống kiểu gì luôn á, lúc xuống nó mới nguy hiểm á. Trên này nó có nước à, bật này cao đấy. Bây giờ. Ui giời. Yeah.
Mình thấy đẹp chưa? Tiếc là cái chỗ này nó bị lở mất rồi. Xong rồi mình có thể đi qua bên kia, mình sẽ nhìn được cái khoảng thung lũng. Không qua được. Xuống lại thôi.